xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi mùa 2 cuộc chiến mỹ vị. Trời đất ơi. Cuối cùng từ thứ 6 hôm nay là thứ 3 chúng ta đã trở lại bình thường rồi quý vị à. Hồi trưa nay là em phải nhắn tin cho anh Nghiêm hỏi là anh Nghiêm thì bữa nay quay không, tại lẽ mới thứ 6 rồi sao thứ 3 liền. Thứ 3 đã quay rồi. Còn bây giờ thì chương trình của chúng ta vẫn phát sóng độc quyền trên Vline vào 7 giờ tối thứ 3 hàng tuần nha các bạn. Rồi mọi đóng góp ý kiến qua email cặpdoicapdi.vline@gmail.com. Ngày hôm nay thì như thường lệ thì mini game mỗi tuần dành cho khán giả trên fanship chúng ta sẽ có quà dành cho các bạn nha. Đúng. Sau mỗi tập thì các bạn sẽ chụp hình lại để thỏa mãn những cái gọi là mở ngoặt thú ra ngoài tính. Thích mà chụp mấy hình ảnh xấu nhất của nghệ sĩ hay ghê nhất, dìm hàng, dìm hàng nhất rồi tự cười hí hí xong đó, các bạn chương gửi. Trình đó. Đúng rồi, các bạn gửi vào fanship rồi các bạn sẽ có quà nhé. Ừ, right. Rồi công bố ba bạn may mắn của tuần trước nè. Ba bạn may mắn của tuần trước đó là bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đâu đâu đâu, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đúng rồi. Và bạn Lê Hoa và bạn dâu tây mập mọc. Trời đất ơi, tên dễ thương quá, mập mọc mập mà còn mộc mạc nữa. Đúng mập, rồi. Mập. Rất là dễ thương. Rồi, bây giờ thì sẽ đọc comment các bạn chút xíu nha. Hống bác Jason làm như mới gặp lần đầu vậy đó. Mùa trước gặp rồi. Ừ. Ăn hành cũng nhiều. Ừ. Cái bộ bạn Jason này fan nữ không ha? Ừ. Thích quá ha. Ừ. Bộ sắc gái á. Ừ. Chắc gái đứng trước cửa nhà cũng nhiều á. Ừ. Coi coi. Bác Jason đâu rồi? Hỏi hoài luôn. Rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ vô chương trình. Các bạn hỏi ai? Các bạn hỏi ai? Có bạn Kakara. Ok. Chúng tôi xin được đưa nhãn hàng các bạn yêu cầu nãy giờ xin ra mắt các bạn nhãn hàng Jason và Kara. Hello em. Chào em. Hello em. Nhìn thấy bộ đồ là ngứa mắt rồi đó. Chị để ôi em... đừng có điếc người ta từ nữa. Thật luôn, từ lúc trước quay để cho em đẹp nốt một tí thôi xong rồi em chào khán giả xong em bỏ ra em nấu ăn với chị làm sao ấy. Chào khán giả đi. Rồi em chào đi, chào lại em bỏ ra nè. Hello tất cả mọi người, mình là Jason và đây là lần thứ hai Jason được đến với Cặp Đôi Cặp Đi. Thì hôm nay rất là vui, hôm nay có bạn đồng hành là chị Kara và mong mọi người sẽ bắn tim thật nhiều nhá. Vâng và xin chào mọi người, mình là Kara và hôm nay Kara đến đây với Jason thì mong là Jason đã có kinh nghiệm tham gia ở mùa trước rồi thì mong không sẽ có được kinh nghiệm lắm đâu. Thật ra chương trình này không cần kinh nghiệm đâu em. Chương trình này là theo cái một cái dạng mà sống đúng cá tính của mình á, em đúng sao vô đó. Đó đúng cao cấp vậy là đó. Không cần kinh nhưng nghiệm. Nhưng mà lưu cái là hai host hơi ác. Không, nãy giờ chưa kịp quay là đã thấy rồi. Khoan, hơi sợ. Bạn Kara cho chị Khởi My hỏi là bạn có lai Thái, lai Pháp, lai gì không? Em lai miền Tây. Ơi, quê đâu vậy? Quê mà Vĩnh Long. Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Đầu thương mà. Vui. Em biết thằng ở dưới đó mà. Hình như mấy người. Em biết nhà nó đầu luôn. Trời ơi, biết nhà luôn. Hình như mấy người ở Vĩnh Long hay lai Thái Lan lắm, nhìn giống Thái nữa không? Em. Đúng rồi, em Thái Lan. Em có lai không? Em có. Lai. Lai gì? Em lai Tây ạ. Chị hỏi em có móc lai không? Hỏi em là có móc lai hay không thôi. Chứ em là không có hỏi lai. Có móc like không? Em là ai? Tức hỏi ba cái like đó. Người ta đẹp người ta mới hỏi. Đây, đẹp đẹp mới hỏi. Ta đẹp ta mới hỏi là có like tay like ta không? Thôi. Ok, rồi. Bị nghĩa từ bộ đồ. Thấy không, thấy không? Bị nghĩa từ bộ đồ. Hốt. Tức. Chưa quay nó tức rồi. Thì cái tôi không hiểu sao mày vô chương trình nấu ăn mà mặc cái vest tội nhỏ ghê nóng dễ sợ lắm mà hôm nay chương trình. Trời ơi, chị biết. Nè, đó chương trình chị biết một hết vừa lòng nha, chị vừa lòng chưa? Dạ dạ. Thôi để em cất đi cho chứ. Cái chỗ nào móc của em. Chưa em chưa dùng cái áo nó hơi cổ lọ xíu em thôi. Để tạm đây. Sao ạ? Áo sao ạ? Đẹp. Áo mặc cổ tim nha, nó mát không? Mặc cổ tim nha, vô chương trình áo cổ tim. Rồi làm sao mới vừa lòng chị à chị Minh? Phải hỏi chữ U giống chị. Đó mặc chữ U giống chị nè không? Chương trình này mặc cổ chữ U hoặc là cổ dày. Đó. Bẹt luôn. Một là U bự hai là U nhỏ. Đó. Rồi vậy đây. Sao tấn công thằng em quá. Thì trong đây là mấy bạn hỏi Jason là nhân vật chính này thấy không? Đúng rồi. Đó. Đây nè các bạn comment rất là nhiều. Trời ơi Jason đẹp mà. Thì đẹp mà đẹp chị, mà đẹp nhưng mà không có móc like đúng like, đẹp nhưng mà không có móc like thôi
chứ không có nói gì hết trơn. Đèn tuyền đẹp lắm. Đèn tuyền. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính, chúng ta sẽ nói về Vicon nha. Chương trình của chúng ta sẽ cho chúng ta Vicon để chúng ta đi siêu thị mua đồ. Đó cũng sẽ là một cái số tiền đó mình sử dụng mình mua đồ ăn nè. Rồi mình có thể mua Super Tool ở trên đây nữa để Super mình hại Super Tool. Đúng rồi, một là mình hại, còn hai là nó là có lợi cho mình. Đó nên là cái này rất là quan trọng luôn đó. Nhưng mà khi vào thì mình sẽ được bao nhiêu Vicon ạ? Tùy theo nhan sắc của đội khách mời. Thì anh khách mời like được. Thì được 500, không like thì 300. Đâu không like có 50, em làm gì được 300. 50 luôn hả? Không like là chỉ có 50 mất giá thôi. Dữ. Mất giá, rớt giá. Rồi bây giờ xin mời hai đội nhận Vicon. Khách mời sẽ được 400 và đội của tụi tôi chỉ được có 300 thôi. Lý do mà tuần này đội chỉ được 300 là tuần trước chị nấu ăn thua cái đội bên kia, chị bị Super Tool hại. À. Super Tool nó xịt cho một mớ nước mắm biển khơi luôn là xong là bánh muốn ăn luôn. Đó, ok. Thế thì hôm nay bọn em sẽ cố gắng như đội trước. Gì? Em nói gì? Không, em bị dập nữa, đừng nói gì hết trơn. Mình phải phục thù cái mục đích của em tới đây, phục thù đợt trước. Đợt trước em bị dập hơi nhiều. Khá khen cho thằng bé, hôm nay nó tới đây nó phục thù chị nó. Ghê thì không? Hôm nay chị nó sẽ có món quà đặc biệt dành cho nó. Anh cũng muốn thấy điều đó. Thôi sao sẽ rõ. Còn okay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi game để nhận thêm Vicon nè. Đúng rồi, có 300 mà làm sao tôi mua được cái gì? Đâu? Được 300 mà, bên kia 400. Bên kia 400, à game này có tên là cánh tay lực lượng. Xin hiểu mọi người, hôm nay em mới tập tay xong, bây giờ cho cánh tay lực lượng. Ok, cánh tay lực lượng, để coi cánh tay lực lượng. Giận. Hai đội sẽ cùng nhau thi làm cà phê Dalgona. Là cà phê bọt biển á. Là cà phê là mà hot hot gần đây á, đúng không? Ừ. Cái gì mà nó bọt, rất là bọt, bọt ơi bọt, bọt hơn cả bọt đúng không? Cái đó, ok. Theo công thức bên dưới, đội nào làm xong với thời gian nhanh hơn sẽ giành được 50 Vicon. Ok. Rồi, nguyên liệu là cà phê, sữa, là cách làm nè. Cho vào tô, 3 muỗng canh cà phê đen, hòa tan không đường, không sữa vào tô. Tiếp đến là cho 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước sôi. Hả? À, vậy là tức là một đường, một cà phê, một nước. Một nước. Ừ. Rồi, đánh cho tới khi nào nó lên bọt. Rồi thôi. À, cũng dễ chứ. Cũng dễ đó. Đây, nước sôi. Nhưng mà có vẻ đánh khó đúng không mọi người? Em thấy mọi người đánh. Không, chị chưa làm này bao giờ. Em chưa làm bao giờ, em thấy mọi người làm nhiều lắm. Nhưng mà đánh là phải lên cơ, lực lượng. Bữa nay mới tập tay xong đó, tôi đánh không nổi rồi đó. Đây. Chị Son, em uống qua cái món này chưa? Em chưa. Cà phê khác không? Em không biết làm. Nhàm, ly uống bia. Ừ. Cái ly đấy mới để nhiều đủ bọt được chứ. Mấy bạn ơi, bắn tim lắm. Nha. Ôi, bắn tim gì nhiều nha. Đánh cà phê xong đô giật luôn. Thiệt hả? Ủa, vậy là mấy bạn làm từng làm món này hả? Nó mệt không? Nó chắc cũng không đâu hả? Hôm bữa em mới coi clip của Mồng Lèo. Ê! Hả? Con mèo thôi. Con mèo thôi, clip của cái bạn. Nhưng mà cái con mèo đó tên như vậy, nhưng mà em nó hại đúng không? Không đúng, thật là bạn ấy đặt cái tên con mèo như vậy, nhưng mà con mèo thôi. Con mèo được. Con mèo. Đây mình lấy cái chén đó. Ôi, mình đánh bằng cái tô chứ ta. Ly pha phùng. Ủa, mình đánh vào đâu? Mình đánh bằng cái tô chứ nhờ. Đánh vào đâu đây? Ủa, mình đánh chén hay mình đánh tô? Đánh cái tô. Không, mình đánh chén. Chén được, mình đánh chén thì đây chén được. Tại nó ít mà, đánh lên nó bung lên. Đúng rồi, cho xin muỗng đường đi. Một tỷ lệ một một, tỷ lệ một một rồi vậy mọi người, một thử đi rồi sao rồi cái này dành. Ủa? Cho mấy bạn thích uống xong cà phê sữa hả, xong sữa hả, xong không sữa để sau. Ủa, cái gì chứ, cái này là cái gì? Bây giờ chỉ đánh cà phê với đường thôi. Ủa, cà phê này cà phê bột mà. Ừ, đúng rồi, xong pha một tí nước vào. Đúng rồi, cà phê bột đấy, người ta đánh cà phê bột chứ. Nước sôi mình có thể lấy ở đâu vậy mọi người? Một đường, một nước, một đường, cà phê, một nước. Trời, đúng luôn, nhìn mặt bốn đứa ngu quá trời ngu, mấy đứa không biết làm món nữa. À, cái này cần nước sôi hả? Nước sôi. À, cần nước sôi. Mình đi nấu á. Ủa, là một cái gói này luôn hả? Hay sao, hay là một muỗng? Không, ba muỗng hồi nãy. Ủa thế à? Yên tâm. Một muỗng. Nóng nước sôi lẹ lắm. Muỗng thôi, nóng nước sôi. Nước sôi lẹ lắm, Trong thời gian nấu nước sôi phỏng vấn. Ủa, sao có muỗng chị nhỏ vậy? Hại đúng không? Hại bọn em đúng không? Không mà. Thấy chưa? Nó gây sự với chị đó nha, chị đó không nói gì hết á. Dù gì? Siêu thị không có đồ nha Khánh. Vậy hả? Vậy thôi. Vậy thôi, chị tha em lần này đó, siêu thị không có đồ bán cho em đó. Thôi, đừng làm thêm em. Đó. Rồi. Đại. Em đổ lại, em lấy cái nhỏ.
Em sẽ lấy cái của chị. Không, không được. Cái này là muỗng của chị. Không được vô. Sao không? Xin đường đi nè. Ý là cái muỗng này của em to, của chị Mi nhỏ. Ừ, của chị nhỏ. Chị nhỏ, chị lấy muỗng nhỏ. Không sao, em sẽ lấy cái muỗng này. Đại luôn. Ui ôi, chết rồi. Rồi. Vậy là trong cái canh cho nó xem. Chai son trong này là em nhỏ nhất á hả? Dạ vâng. Mà em già nhất luôn á. Chết. Về. Ý là tao nhìn cứng cáp mày hiểu không? Trưởng thành. Cười quá. Ừ, nhìn trưởng thành, nhìn mạnh mẽ đó. Nói vậy thôi đó. Đừng buồn, hay ơi, đừng khóc. Ẩn dụ quá. Chứ cho gì vào bây giờ? Sữa. Rồi, có nước sôi luôn. Nước sôi. Đường. Đường đi. Nước sôi. Canh cho nó giống giống nhau. Một muỗng nữa. Ui. Ui. Sao một muỗng vậy thôi hả? Đúng không? Không bằng rồi, thấy được rồi đó. Tỷ lệ 1-1-1 thôi. Là đều nhau. Rồi, xong bỏ sữa vậy hả? Ê, quậy hả? Đánh cái cây bên kia kìa, thím. Em xin một tí. Quậy thôi chứ đúng không? Có sữa mới đánh đúng không? Không, đánh luôn á. Là cái món này sao kỳ vậy ta? Đại đi ha. Rồi, chết rồi, hơi nhiều rồi. Đánh. Nhiều nước rồi. Nè, thì em đánh lên coi. Mình lại thêm. Đấy, chỉ thế này thôi, chị cho hơi nhiều rồi. Ừ, chị hơi nhiều. Xong đánh luôn đúng không? Đánh nó có lên bọt đâu. Đại luôn đi. Thì thế, thế mới cả cánh tay lực lưỡng. Cái là, cho em mỏi tay của mọi người. Ủa chết rồi, em nhiều cà phê quá chứ. Ê, lên nè. Sao nhanh vậy? Bay vậy? Lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng là bay. Ê, em lên ơi. Ủa sao được? Sao được hả? Anh lên rồi. Lên luôn. Ê, lên hả? À? Sao lên chưa? Em chưa thấy tôi lên. Cái anh lớn luôn rồi, chưa lớn. Em lớn rồi mọi người, em lớn rồi. Ủa? Mấy người tập tạ có khác, em thấy chưa? Ui, em lên đúng màu luôn á. Anh lên rồi. Ui. Không có lên. Ui. Tức ghê. Ui. Không phải lên, có mình em lên nè. Bốn đứa mình lên. Em chưa lên. Anh lên rồi. Em lên tí rồi. Em lên rồi. Lên rồi nè. Hình như là tỷ lệ sai rồi, không lên rồi. Tỷ lệ mọi người sai rồi. Tại cái muỗng, cái nào không có lên. Tại cái muỗng. Giờ sao vậy em đổ sữa vô hả? Đổ sữa vô cái ly đá. Ly này à? Đá nữa chị Mi ơi. Đổi tay quá. Đá rồi sữa đúng không? Đá rồi sữa. Như là ít đường. Ê, cái tô đá nha mọi người. Xin một miếng nữa. Đừng đụng chị nha, cháy xanh. Em chưa lên này. Em chưa lên hả? Anh lên rồi. Ừ. Khó dữ vậy trời. Ủa lên như nào thì được mọi người, lên đến nói, tầm nào ấy. Chị My á. Của em thì cũng được rồi đó. Được chưa? Được rồi đó. Em thêm tí nữa đi. Em không biết. Ê tuyệt vọng quá. Hả? Sao vậy anh? Anh đứng quay vô cho không được không? Kỳ quá. Rồi em bỏ sữa vô hả? Đổ sữa vô. 2/3 ly. Được. Ê, không lên luôn á. Xù chưa? Toàn. Xùi chưa? Em xin việc đã. Gì anh? Đánh mà anh... Anh mỏi tay không? Không, anh cái phát ra cái tiếng kỳ quá. Anh mỏi anh thường hay rên nè. Ừ, yêu. Nữa hả? Đá nhiều ít. Thôi quá. Ủa, đá chị sổn tay nhiều lắm. Ủa sao em thấy nó không rớt xuống vậy? Ủa Vô. Ủa chết rồi, em để ở đây, chết chẹt ở đây rồi. Ủa cái này bao nhiêu... Ủa cái gì mà vãi tùm lum hả chị My? Dạ, hơi nhiều mọi người. Chắc nước. Thích uống đá. Ủa tầm đá, này được chưa ạ? Cà phê nhà đá. Được rồi. Ủa nó cứng luôn, nó dẻo quẹo luôn nè mọi người. Hình như mình nhiều cà phê quá. Cái ly của em nhìn nó hơi ghê nhưng mà nó đúng rồi đó. Yêu. Không mua tí thẩm mỹ nào. Xin miếng ngay. Ê. Nhưng mà hơi ít và phớt hồn. Không đủ để vô rồi. Không đủ để vô, tôi quậy lại.
À, em biết rồi, em biết rồi. Đúng. Ui. Cà phê. Ê, nãy em phải kêu lấy nhiều nhiều xíu để ít ít nhịn kỳ. Đúng rồi đó. Cà phê bọt biển. Sao khác với cái cô ở trên TV quá. Cái cô ở trên YouTube á. Nãy lấy cái thìa, cái muỗng này là đúng đúng rồi nè. Ờ. Cũng muỗng em là nhỏ. Nhưng mà em coi này, mấy người tập tạ đánh lẹ lắm. Thấy không? Lên liền thấy chưa? Hay quá chị ơi. Đánh lên liền không? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Quang. Món này khó quá mọi người. Chết rồi, của chai son chứ nó tan trong nước luôn á em. Ủa sao thế? Cái gì chứ chưa gần đấy vào em biết, em biết cách sẽ sao rồi. Cho đá. Ê, tính ra mình lại được nè tao ơi. Ủa đá như nào nè? Ui chua cha, ui. Cái ui. Sao nhìn nó giống kiếp thế? Lần đầu tiên của em đó mọi người. Ghê vậy? Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi. Cho thêm đá nó sẽ mất nhiều. Còn cái bên lấy gì không? Có lấy của em không? Không. Bíp, bíp, bíp. Nước sôi. Nước đá mà kêu nước sôi. Wow, wow, wow. Nửa nè, nửa nè. Em đừng cho nó xoáy tròn được không? Ý. Chết rồi, vương vãi rồi. Rồi, xong rồi đó, cà phê bọc biển. Đâu? Trời, sao chị cứ chân chẹt ra chị My? Chân chẹt là sao? Chân chẹt là sao? Nghe này. Cà phê bọc biển nha mọi người. Ủa sao nhiều nhỉ? Tản ra. Đúng rồi. Rồi, cà phê bọc biển nè. Đó, như nhà hàng là phải lao cho sạch đó. Đó, xong. Đồ nào làm xong mình cầm cái ly vô cái trước. Hey! Nhìn hơi thèn. Nhìn nó hơi thèn lèn một chút xíu nhưng mà nó ngon nha mọi người. Không muốn ăn nha mọi người, nhìn phát là không muốn ăn nha. Sao lại không muốn ăn? Nhìn đây. Đây. Tha da em. Vui vui, vui vui. Nữa không xoáy đó nè. Tôi sẽ ngụy tạo ngoại hình giống như là một ly có bọc biển đầy. Đầy bọc biển. Tức dữ. Ly cà phê đầy phọc tiện. Xong. Nè nè. Sao giống cung cức ở trên. Khánh. Thấy không? Một ly đầy phọc tiện. Rồi. Là. Đây. Đó. Một ly đầy phọc tiện thấy chưa. Sao bác uống ghê á. Cái mình uống luôn đó mọi người. Uống được luôn đó. Xin mời cả bốn bạn chúng ta sẽ tự chụp hình selfie với nhau. Ok. Ok. Em mang điện thoại không ạ? Cà phê bọc biển. Uống xong mình selfie bằng cách. Nếu mà chúng độc là quả thiêu quăng ra biển luôn nha mọi người. Cà phê bọc biển. Đẹp quá chứ. Bọc bên kia hơi giả. Hơi giả. Ừ, bọc bên này hơi giả một chút. Nhớ mọi người ơi. Trời sợ cái áp quá, môi hồng dễ sợ. Thiệt. Đâu có đánh môi hồng đâu mà lên cái áp hồng quá. Áp tự nhiên. Thơm, thơm quá. Em về nhà phải làm thử mới được. Có bộ dễ chứ bộ, cái này là mình mở tiệm làm được đó mọi người. Ok mà. Trời. À ngày mai Khởi My sẽ mở một cái tiệm có con. Ngày mai liền. Ngày mai liền luôn. Ngày mai. Cà phê bọc biển My đồ giật. Cà phê bọc biển nha mọi người. Trời đất ơi. Làm cà phê bọc biển lên 2 triệu tim liền. À mình để đâu đây đây? Có được uống không ha? Trời mấy bạn cứ khen suốt, chai son đẹp quá, cara đẹp quá. Trời ơi. Mời các bác nha. Phê bọc biển. Uống miếng đi em. Thôi sợ lắm. Dám không? Có gì đâu, em tự làm mà đâu phải chị làm cho em uống đâu mà em sợ. Thơm quá à. Thơm thiệt luôn á. Vậy là... Uống, em uống đi. Uống nha. Uống đi. Ủa được không? Mình đừng có giả bộ uống dính cái môi xong ai chùi đâu, đừng. Ngon không? Đừng kêu mà dính rồi có người tới chùi em, cho. Em không uống được cái sữa, nó đặc quá em không uống được cái sữa. Không sao em cứ để nó bị đóng dính trên miệng em cũng được. Hẻm có ống hút. Hay em liếm môi cho nó gợi cảm mọi người. Là à, bây giờ Khánh uống cũng liếm môi, chỉ sợ đuôi liếm môi coi. Đâu, làm nha. Vô. À em cũng uống xong. Ôi cái ly của anh đâu? Đi đâu? Không, nó giỡn thôi chứ anh không uống cà phê được. Tại đi. Anh không uống cà phê. Uống xong tiếng. Không uống cà phê. Dì uống cà phê à? Nghỉ. Dì uống cà phê. Dì uống cà phê nhưng mà cái gì phê là được.
Trời sau ơi. Khi chúng tôi nhìn cái thành quả của các bạn làm, chúng tôi quyết định là đều sẽ tặng tiền con cho các bạn, nhưng mà đội của chị Son với lại Kara các bạn sẽ được 100 tiền con. Không sao, không sao, có 50 ăn ủi là được. Tụi mình giờ dạo này khổ lắm, quý, chân quý ba cái 50 này. Chứ gì nữa, trời ơi. Trời ơi, thời buổi này. Chứ chắc chẹt này thì sao mà được điệp cao. Trời ơi, xin lỗi em, bên Nhật ta làm đi giả vậy không? Nhưng mà chị... Đúng không? Đồ Nhật làm đồ giả vậy không á? Chị là đi theo phong cách của Japan. Hay quá chị ơi. Nhưng mà quan trọng là chị hiểu chiếc chân chẹt là gì chưa? Chiếc chân chẹt là nó chiếc chân chẹt. Ồ, chứ anh chàng là gì? Là bét nhẹ á chị. Là tùm lum tà la đó. Tùm lum tà la hả? Tùm lum tà la. Chứ anh chàng. Chứ anh chàng. Hỏi không? Lưu từ điển nha, từ mới nha. Biên ra tiếng Tàu không? Như xíu chùm á. Ồ, đi đưa. Đây, đúng đây, đây. Chị nói tiếng Tàu cho em nghe. Ghê à? Nè, nè, nè. Lị ăn cơm chưa? Đợi quá trời đợi. Tưởng học thêm câu gì? Cứ tưởng là Hà đi học hả? Nói thành thạo tiếng Tàu nhưng không nha. Đúng mà, tiếng Tàu mà mọi người. Tiếng Tàu. Mọi người sao vậy? Của em là tiếng Hoa, của em là tiếng Trung, còn chị là tiếng Tàu đúng luôn. Người ta nói tiếng Tàu lì ăn cơm chơ. Lì ăn cơm chơ, lì muốn ăn dao không? Vui. Chương trình nấu ăn sao bạo lực quá. Ok, thực đơn hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc xem để chúng ta nấu món nào. Ok, để Khánh mở cho. Thực đơn hôm nay, đêm nay để chúng ta coi coi. Đây. Thực đơn hôm nay chính là mỗi đội chọn làm một trong hai món theo trend hiện nay. Trend trứng chiên bọt biển. Là ăn trứng bỏ cà phê bọt mình biển vô. Bọt biển quá. Ta đánh cái bọt biển này chiên chung với trứng. Bánh tráng nướng chảo. Ủa, bánh tráng mà nướng chảo. Có, em có nghe rồi. Bây giờ không có bếp nướng. Không có nướng bếp than. Bếp than á. Vậy là hai đứa biết nấu món này hả? Vậy làm bánh tráng đi. Bên này làm trứng chiên cho. Anh có bao giờ làm món này chưa? Chưa. Mà tại đang thèm trứng thôi, nên là chọn vậy thôi đó. Chứ không có ý gì trong việc biết làm hay không. Ok, đội chúng tôi quyết định, chỉ bởi vì cái miệng thèm ăn trứng thôi nên chúng tôi quyết định chọn món trứng chiên phọc biển. Anh sẽ làm bánh tráng gì? Bên này là bánh tráng nướng chảo. Bánh nướng chảo. Bánh tráng nướng chảo. Muốn nướng cái gì thì nướng á. Dạ, rồi, dạ. Xin mời cả hai đội chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống khu vực. À, mình đi siêu thị, ok. Đi siêu thị. Ồ, siêu thị mình lấy cái này mình mua đúng không đúng mọi người? Đúng rồi, đi siêu thị, mua không thì. Đó đẹp. Thank you anh. Ôi mọi người đi chợ không cần tiền hả mọi người? Không tiền của mình làm được kia trong cái này. À, này. Anh Trường là có đóng thuế ngân hàng ở đây sẵn rồi, muốn mua nhiều mua. Anh quay phim dạo nãy thấy anh ốm lắm á nha. Có hút chích gì không? Ôi, đáng chương trình. Ở nhà là không có tệ nạn xã hội nha. Phải sống lành mạnh nha. Mỹ chương trình. Cái chân như con cò như hai cọng que vậy đó. Không có được vậy đó. Wow. Bây giờ em sẽ mua trứng. Ôi mình mua gì ta? Là mình đi luôn á hả? Lấy trứng tráng cần gì ta? Bột rau má. Nghe cần mỡ. Bác cần bơ. Ơ cần bơ hay cần bơ cần mỡ nha. À bơ bơ. Bơ. Mình không còn rau củ đâu. Không, để mò. Nhưng muốn gì uống nha. Lá dứa. Nhiều tiền á. Bơ. Có cần cái này không ta? Không. Nè. Mua là mua cái này đem về. Đúng là đang thèm cải chua mà. Ta nấu canh cải chua. Nếu mà không có hành lá thì cũng được. Đang thèm canh cải chua. Mua này về. Khánh nấu canh cải chua. Không. Mua đi anh. Mua, mua ăn, ý mua. Ăn gì không? Mua gì vậy? Anh chị mua gì vậy? Mi mua sữa đồ nành uống mi. Mua về nhà luôn hay gì? Cái này là mua về nhà hay sao nè? Tại sao có cái này ta? Anh mua riêng, giấu của riêng mà. Shop ơi, mình còn sữa đồ nành. Ủa, mình mua gì? Mình cần cái gì ta? Quên rồi. Lấy sữa đồ nành uống. Đây có sữa đồ nành đâu? Xúc xích ở đâu? Nãy em tìm không thấy sữa đồ nành. Ý, ăn rau câu không? Rau câu trái cây nè. Đừng có hỏi bỏ, muốn ăn gì ăn à? Ăn một cái rau câu trái cây đi. Xúc xích á hả? Xúc xích mi gì nhở? À, mình có xúc xích kiểu sữa đâu nành đâu. Ê, bánh tráng mình cho tùm lum vào được không? Hả rồi. Ở đây không có bánh. Uống sữa gạo không? Kia rồi chỉ có xích đứt thôi. Ở thì mình cắt nhỏ ra, lấy một cái. Okay. Ủa, còn gì nữa? Trứng. Ừ, cắt nhỏ ra cũng được. Trứng. Xong rồi đó. Trứng gì? Còn gì ta? Mình chỉ cắt cái này thôi. Trứng cút. Trứng cút. Trứng có rồi. Ớt chua. Trang trí đi mi. Chết rồi quên thế này. Mua cà chua. Ăn nhiều biết. Cà chua nè, cà chua nè. Khô. Cà chua. Nhưng không chua. Khô nào cũng được. Mình mua ít thôi, mua cái nào rẻ rẻ thôi. Này 14.000, 14.190. Trời anh chị ơi, này 15.000. Còn mấy cái tép khô thì có không ta? Đây nè, đây nè. Đây này khô gà này. Nhưng mà nó hơi ghê không? Nó to. Mua một rau heo không? Chi? Hoặc là khô bò. Làm củ riêng. Ít ai để khô heo. Giống hai cục cải chua. Khô bò đâu? Khô bò thì phải xé. Khô gà này buồn quá. Sao ta mua khô này? Đây khô heo mà, thêm khô gà. Gà bông cũng được. Nhưng mà nó có cái lá chanh này kỳ lắm. Lấy lẹ nha. Thì lấy chà bông được không?
cà bông đang lấy đồ cái gì. Hết sự đâu nành đại đi. Đại luôn. Hai lấy cái này xong cắt ra nè. Cũng được. Ừ lấy cái cắt đi, chứ cà bông nhìn hơi kỳ. Giờ mình dế đi. Đây đây lấy cái này đi. Giám khảo ăn mà mình đâu ăn đâu. Đại đã. Nhanh lên. Cái gì nó tan. Cần gì nhở? Cái gì ta? Còn xúc xích này, trứng này. À, mấy cái khô hành này, có dưa gì không ta? Không có dưa gì hết. Hành không ta? Ăn hành. Xong rồi. Quan trọng là không có hành lá đây nè. Gia đình mình xong rồi, gia đình mình đi. Ủa gia đình mình xong rồi hả? Đúng rồi. Là hết rồi. Rồi. Hết lá rồi. Còn cái gì ta? Hết rồi. Gì nhỉ? Không còn, em nhớ là còn. Nhìn lên. Phô mai. Ừ, phô mai. Bơ. Phô mai với bơ, đúng rồi. Phô mai. Đây là mấy cái ấy à? Ủa? Sao anh chị đi hết rồi? Đây. Chúng tôi đã mua xong. Phô mai này được không? Được, chứ còn phô mai ở đâu? Phô mai một cửa ấy hả? Ừ. Ủa, còn phô mai còn bên này, cứ lấy tạm bên này đi. Ủa mà bơ. Nhanh mọi người đi. Con bơ. Đi tìm bơ đi, chị đi tìm bơ đi, em lấy phô mai. Bơ đâu, phô mai đâu. Phải anh chị mới được bơ. Mệt quá mọi người. Có không? Nãy thấy phô mai con mà có. Không có. Hôm nay là đang thử trứng gà. Ai ngờ anh chị cái là tâm lý cho nó muốn trứng gà. Đồ hộp này. Chị cho nó món trứng vịt là fail rồi. Tức ghê á. Chị ơi, phô mai bò cười với lại bơ ở đâu ấy? Chết. Bơ hết luôn hả? Bơ hết, phô mai bò cười hết. Rồi sao đục, mình đại luôn. Khởi My mua được phô mai, có phô mai này, lấy này nhá. Mình đưa tính tiền. Bò phô mai này nó có làm chảy ra được không? Được, cắt lát. Ok. Đồ ăn, ăn nha. Ê. Ăn sống này mai gặp bụng chết cha luôn. Nhưng mà phải ăn nha. Đó là thiếu đồ. Mua mình quá. Không có bỏ mứa quý vị. Mình ăn mình không có được bỏ mứa. Cái đó là thói quen xấu. Mình không có thấy màu xanh ở trong cái bánh tráng của mình chị ạ. Mà không có hành lá. Hết hành lá rồi. Không có thấy gì được. Vậy thì ăn giùm đi, không được bỏ mứa. Không được bỏ mứa là mày mua mày ăn chứ. Kìa. 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 Hai đứa về chung một nhà rồi thì phải ăn chung. Mà ngõ có ăn cái này đâu. Ăn chung ỉa chung. Vậy là thôi không có ỉa chung, mình đi. Dơ quá. À, hai em đã đi xong rồi kìa. Ăn gì em ăn mê. Ê, tranh thủ mua nhiều đồ ấy. Trong khi em tìm tất cả mọi thứ đều không có. Ngon lắm. Cara. Ôi, ở đây có thạch quất hả? Tuyệt vời không? Quý xin. Em mua đồ không có mà em mua khô bò. Cái gì? Thì em làm nguyên liệu của em đó. Món gì? Khô gì? Bò, xúc xích và phô mai. Khô bò, xúc xích, phô mai. Em không tìm rất nhiều nguyên liệu không có. Sông biển. Nhưng mà quan trọng là... Sông biển. Cải chua. Cải chua. Hả chi? Cải chua. Cũng ngon. Ok. Cho em mượn. Cải chua. Cà chua. Cà chua. Và tiết kiệm thôi, 6 cái trứng thôi. Trứng. Tiết kiệm thật, công nhận. Dây. Hình như mua lộn trứng gà ta rồi, nhỏ quá. Hành phim có nha. Thế là có được mua thịt. Phi có không? Trứng gà ta nhỏ xíu luôn á. Không sao, mình chia nhỏ nhỏ. Ép khô. Bà giám khảo ăn nhỏ nhỏ. Không có luôn. Một người hai trứng thôi. Hỏi chưa? Dây. Ở dưới chỉ có tôm khô. Ừ. Rồi. Ai iPad mất tiêu rồi. Trứng này có rồi. Ai lấy iPad của ngồi đi đâu rồi? Ai cướp iPad của ngồi vậy? Ủa, đang sạc là mình phải phô mai bò cười. Chứ không có phô mai bò cười. Phô mai này cũng được, chị nghĩ phô mai này cũng được. Nhưng mà không có bơ. Không có bơ luôn á. Chết. Ê, rồi. Của em là làm món gì? Không bơ thì mình lấy dầu. Bánh gì? Bánh tráng ấy ạ. Có bánh tráng đâu? Bánh tráng không có bơ, có bánh tráng chương mà. Chương trình nó có bánh tráng mà. Đâu, là bánh tráng ở dưới siêu thị á. Ủa? có, anh giỡn. Alo. Nhưng mà không có bơ làm nào nó không ướt ấy. Trứng gà không. Anh có sao? 6 anh có 6 trứng để đủ anh làm thôi á. Em xài trứng cút mà. Chưa xin luôn đó mọi người, chưa xin luôn á. Ừ. Đâu rồi. Hai xúc xích này, xúc xích đây. Mình không có tương ớt. À đây có tương ớt rồi. Ok, bây giờ mấy bạn kêu làm khô bò anh lá. Tụi mình không có. Tụi mình chuẩn bị bắt tay vô làm đi mọi người ơi. Đây nè. Làm. Trứng chiên bọt biển là đánh gãy tay luôn hả? Sao chương trình ác vậy? Ủa, mình bắt đầu làm cho mọi người. Vô đi, bắt đầu làm trứng chiên bọt biển à? Hỏi đáp siêu bớt, mình có một cái game trước khi mình chơi nữa. Ủa thế hả? Vui. Nghe anh. Rồi, bây giờ cả hai đội của chúng ta sẽ mời mỗi một bạn cầm một cái bún hơi trên tay. Ok, để Khánh lấy. Muốn thôi mà lấy. Ủa? Cái bự. Hay lắm. Cái nhỏ dữ trời. Chúng ta sẽ lần
các câu hỏi về một cái nguyên liệu rất là đặc biệt ngày nay, đó là trứng gà. Và chúng ta sẽ chơi theo cá nhân ạ. Mỗi một bạn sẽ có một cái câu trả lời riêng, và bạn nào trả lời sai thì sẽ bị những người trả lời đúng đánh tử bằng cú hơi. Ok. Ok ạ. I'm ready. Em đợi đến cây xong nè. Đổi chỗ em ấy. À, muốn đánh ai đánh mà. Giới quá. Ok, người đẹp đi. Rồi, chúng ta sẽ khởi động bằng câu hỏi đầu tiên. Theo bạn, ta nên ăn trứng gà bao nhiêu là đủ? A. Mỗi ngày một trứng. B. Cách ngày một trứng. C. Một tuần không quá ba trứng. D. Bao nhiêu cũng được. E. Tùy theo thể trạng mỗi người khác nhau. Có ai trả lời hả? Giơ tay trả lời hay sao ạ? Giơ tay trả lời hay sao ạ? Giơ tay trả lời. Từng bạn sẽ là từng bạn. Xin mời kêu. E. Xin mời kêu. Khởi mi. E. E. C. Ghê vậy? Ồ, ngày bạn. Rồi, chuẩn bị nha. Chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ? Em chắc rồi. Tốc độ của em nhưng mà cứ đánh. Ghê em, vậy. Ok ấy. Em đánh luôn. Câu trả lời đúng đó là tùy theo thể trạng mỗi người. Rồi. Đó, trời. Không nghe đồng đội. Mọi người. Đúng. Em muốn chị đánh ở đâu? Để tay thôi. Dạ. Em muốn chị đánh ở đâu? Cái tóc này buộc cũng hơi lâu nên là chị đánh phần dưới này trở xuống thôi. Phần dưới trở xuống nhiều phần quá, mới đánh chỗ nào? Chị đánh phần nào mà khán giả nhìn được á? Chị nhìn cái mũi. Phần nào khán giả nhìn được? Tuần trước là chị tự đánh chị, tại phòng một chị hơi lép, chị tự đánh cho nó sưng lên, em cũng sưng không? Ghê vậy. Dạ không. Ok. Nhẹ nhàng, được. Người đẹp đánh qua trời thôi. Ui, tự nhiên bệt một lỗ phóng ở đây không? Tức. Kỳ. Không sao. Kỳ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu tiếp. Các lợi ích khi ăn trứng. A. Tăng cường sức khỏe xương và răng. Ăn trứng bổ trứng. B. Bảo vệ thị lực. C. Cung cấp protein dồi dào. Và D. Tất cả các lợi ích trên. Căng à nha. Ôi, đọc lại đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cho biết các lợi ích khi ăn trứng. A. Tăng cường sức khỏe xương và răng. Xương, răng, canxi đó. B. Bảo vệ thị lực. C. Cung cấp protein dồi dào. Và D. Tất cả các lợi ích trên. C. Cung cấp protein dồi dào. C. Rồi, đã ba người có đáp án C, xin mời chị Son ạ. À, em dám kháng lại. D. Anh nghĩ em nên chơi chậm đi. Có xương ta. C ạ. À. Và câu trả lời đúng đó là ăn trứng gà sẽ cung cấp tất cả các lợi ích trên. Chết chưa? Cái gì? Ôi, biết thế là... Vậy là hả? Biên tập đánh mọi người con gái hả? Ủa? Cung cấp thị lực luôn. Có luôn á. Ủa, cái đó là nhớ là ăn cà rốt thôi mà ta. Nhưng mà chút xíu. Thì em nhớ là nhiều bằng protein đâu. Có xương ta. Thôi. Xương phải ăn vỏ trứng hả? Nói chung là bố bốn người cái khoa học. Xí xó đi. Tự đánh mình cái. Tự đánh ạ. Anh Nghiêm có tự lấy kiến thức của anh Nghiêm đặt câu hỏi cho tụi em không? Chúng tôi sẽ có một cái ví dụ nha. Theo bạn thì cái trứng gà nó sẽ nở ra cái gì? Con gà. Không, con gà là nó có xương, trong trứng không có xương. À không, có nghĩa là để mà từ phôi thai của lòng đỏ trứng gà phát triển thành con gà thì nó cũng cần tất cả các dưỡng chất ở phía trong. À. Chết chưa? Hợp lý. À đúng rồi. Cái biên tập à. Ngu mà thể hiện. Ủa sao em nghe có tưng 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 tưng. Lấy chớ tí. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Ta nên ăn trứng gà vào lúc nào là tốt nhất? A. Buổi sáng. B. Buổi trưa. C. Buổi tối. D. Lúc nào thích thì ăn. D. Lúc nào thích thì ăn. D. Lúc nào thích thì ăn. D. Không, em đổi lại được A. A. Em đổi nha, A. À, đang hỏi là có tốt nhất mà. Nhau ở trong phần trả lời câu hỏi này. Xin hỏi là Kevin Khánh khởi mi, các bạn có muốn đổi câu hỏi, đổi câu trả lời không ạ? Khánh đổi. A. A cộng B xíu. Cái gì? Không có cộng gì nha. A là A, B là B. Cái gì nằm giữa A và B? Không có gì đâu, đâu có nằm gì nằm giữa A và B đâu. Thôi vậy thôi, A thôi. A mệt chứ. Cho biết lý do tại sao bạn chọn đáp án. Tại vì buổi sáng với buổi trưa là buổi chiều là ăn là ok, nên là em muốn chọn ở giữa cái A và B mà không có thôi, chọn A. Cũng không hiểu gì lắm. Chọn C giống ngồi vậy lên. Sao thiện ép cùng người ta vậy? Nói, Lý chọn C. Chọn C. Trả lời đúng là A, buổi sáng. Yeah. Ăn trứng vào buổi sáng giúp duy trì năng lượng lâu. Cái con này thiệt. Ồ, đánh hai người, một người đánh hai người đúng không ạ? Đúng em rồi. Em đánh hai người, hay quá. Em sẽ đánh chị Mạnh bởi vì hả? Đúng. Ép đồng đội.
em nên nhớ còn một câu hỏi cuối cùng nữa. đánh bơm đầu. Tiếp đi. Ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Người ta thường sử dụng vỏ trứng để làm gì? Chết A, rồi. Xử lý vết bẩn khó trị trên son chảo. B, để bón phân cho cây trồng. C, cả hai phương án trên. Ủa? À. Xử lý vết bẩn để lau. Im anh, để cây để son chảo là cái rất là tốt đó nha mọi người. Trứng gà lau cửa kiến sơ hơi rất tốt nha. Mọi người chỉ cần đập hai cái trứng rồi để nó gạt 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 vậy là... Em không quan tâm câu này câu gì, em trả lời đại là câu C. Tại vì cuối cùng là chai son sẽ bị đánh mạnh nhất. Ủa? Thấy không? Cái tội này phải đánh cay mạnh nhất chị ạ. Em trả lời đi, em chọn đúng nào. Đúng này đánh. Vô. Ý hả? Cái gì? A là gì nhỉ? A là y hả? Trà xong nồi đúng không? B là... cái gì chị? B là gì? Lấy gì? Bón cây. À, bón phân à? Không. À, vỏ trứng có chất mà đúng không? Chất C. Gì? C. Chất gì? Chất gì? Em biết thì cũng biết là có chất thôi. Kevin, bạn chọn đáp án là... Tôi chọn đọc lại câu hỏi. Tôi đổ mồ hôi rồi, quý vị khán giả thấy không? Người ta thường sử dụng vỏ trứng để làm gì? A, xử lý vết bẩn khó trị trên son chảo. B, để bón phân cho cây trồng. C, là cả hai phương án trên. C. Xin mời Khởi My. Như trên. Rồi, đáp án chính xác đó là C. Không mà đánh ai hey. Em vẫn lãi chị ạ, à? Em đánh hai cái lần. Vâng, cộng 25. Cuối cùng mà. Ủa nữa. Còn một câu nữa. Rồi. Lòng trắng trứng gà có tác dụng như thế nào với làn da? A, ngăn ngừa lão hóa. B, tẩy tế bào chết, giảm nếp nhăn. C, làm trắng da, trị mụn, giảm vết thâm. D, giảm bọng mắt, căng mí mắt. E, các câu trên đều đúng. F, các câu trên đều sai. Trả lời đi chị Sơn. Cho chị chọn trước. Em ra lựa chọn trước đó em. Sao mà nhiều sự lựa chọn quá vậy em? Em chọn A, B, C, D, E, F luôn á. Kỳ ta. A, B, C, D. Nhanh nào, 5. A, B, C, D, E, 4. F. Câu cuối cùng. Đại đi. Tất cả trên đều sai. Cuối cùng là đúng. Trên đều sai. Chết rồi. Nghe hơi sai rồi đó. Thôi cẩn thận luôn. Em chọn câu trên, câu cuối cùng. Tất cả trên đều đúng. Em cũng vậy. Ờ à, đúng á. Câu trên đều đúng. Chúc mừng Jason, bạn là người duy nhất trả lời sai trong câu. Đánh nó cho chị. Vô đi chị. Phần nào lép nhất chị đánh đích, lép nhất chị đánh đích. Vô. Em công né cái quả lép. Giết, kill. Chưa. Penta kill, penta kill. Em đổi chị cái búa bự hơn nè. Đúng rồi, cảm ơn em. Tình dữ. Penta kill. À. Thời khách. Anh đi bảo nè. Mạnh lên em. Cái này kêu lớn quá. À. Tôi đi nép đánh cho nó lên kìa. Ok. Mà đánh con bên nè, đánh không có đều. Rồi. Bây giờ trước khi chúng ta đến với phần tổng kết số Vicon còn lại thì không biết là Khởi My có thể giới thiệu lại các nguyên liệu mà bạn đã mua được mà. Nè, Khởi My có mua là một hộp rau câu nhưng mà do đội chạy sơ năng tí siêu trừ tiền tiếp. Chia ra, chia ra cái hộp này là 65 Vicon thì phải, thế nên em chia ra là... Phải chia ra, tại vì nãy là hỏi có ăn không nhưng mà chứ không có mời, chưa từng mời. Em chưa từng mời, em hỏi là có ăn không. Ăn không là anh kia ảnh cầm cái tay ăn mút luôn. Ủa, em chưa mút. Cara. Em ăn có một miếng thịt quýt à. Trừ mua, tiền. Mua gì nữa, trừ 5 được không? Tụi em mua thêm rong biển để trang trí và ăn giặt. Tụi em mua sữa để uống cho có năng lượng nấu ăn ngon. Tụi em mua cải chua để tối về Khánh nấu canh chua cho em. Canh chua cũng... Cũng đều canh chua luôn. Kèm trong cái cải chua. Và 6 cái trứng cho chương trình hết. Dạ. Rồi, xin mời đội của chị Son. Đội em thì không có lươn lẹo như đội anh chị đây. Đội em thì có làm đúng nguyên liệu của cái món ăn mà em cần làm, đó là khô bò, xúc xích và phô mai. Mà em không tìm thấy trứng và bơ và hành lá. Có ăn này của em nữa nha. Không nha. Không à. Máy quay có quay rồi. Có nha, máy quay có quay rồi nha. Cầm rồi. Và xin chúc mừng đội của Chinh Song và Kara. Các bạn mua hầu hết là không có nguyên liệu chính trên đó. Cho nên là chúng tôi có một cái gợi ý cho các bạn là chúng tôi sẽ cung cấp một số cái nguyên liệu phía dưới này. Thôi chết rồi. Trời ơi, làm món bánh tráng mà không mua bánh tráng. Tráng quá tráng. Tráng quá. Tại trời từ đầu mọi người nói là chương trình đã chuẩn bị sẵn không? Những cái nguyên liệu như này phải có sẵn. Ừ, có bán bơ kìa. Sao mấy đứa thấy bơ? Chương trình đã mua trước bọn em rồi. Bọn em đều xuống là không có.
thôi đi em già cả rồi. Không, cái này là hình dung rồi. Em thấy mấy anh chị chạy xuống dưới chung đấy, mình chạy, xong mấy anh chị giấu lùa hết vào xong mình giấu hết. À không, chúng tôi đã để sẵn ở phía dưới rồi, các bạn không tìm thấy. Tức thế nhỉ? Tôi cho các bạn tức quá sẽ đoán giá. Đúng rồi, để các nguyên liệu này đoán giá. Hãy chơi trò chơi tự nhiên bây giờ chưa, hãy chọn giá anh đúng. Bây giờ bắt mua nhưng mà bắt trả tiền hết là trừ hết tiền Vicon để khỏi mua Super Tour nên tụi em mua thôi. Không, đúng rồi, đúng rồi kìa. Chết chưa ghê không, ghê chưa không có kiến thức đi chợ là thấy bị trừ điểm rồi đó. Đó rồi, có những món mà tụi em không cần đưa mà. không cần tụi em làm bánh tráng, không cần bánh tráng. Hiện tại thấy cái gì trứng cút tội của trên son và Cara, các bạn thiếu những nguyên liệu sau. Thứ nhất là bánh tráng, không có trứng luôn, cút. Đúng rồi. Thứ ba là bơ, phô mai và tôm khô. Chúng tôi bán cho các bạn lại là không á, tụi em có phô mai rồi, 30 viên con. Tụi em mắc phô mai rồi, bớt con muốn mua không? Bớt xíu, bớt xíu đi, tụi em có phô mai rồi. 101 xíu thì các bạn phải năn nỉ đủ. 101 rồi, 101 rồi. Nãy bán nhiêu à? 130. Ồ, mình nghĩ có 30 đúng không? Cho mình khô bò đi rồi lấy cái đó. Cho nửa hộp, tụi em xin vài miếng để tụi em làm thôi. Đúng không? Rồi, vài miếng rồi, đúng rồi, vài miếng thôi. Em lấy vài miếng nào rồi. Nó bị, tối nay có khô bò ăn chứ. Em quay đi, em nói cái. Mà anh Nghiêm đó là những nguyên liệu cho nên không có cần thiết cho em món đó. Có cần. Cần, xúc xúc cần. Cần. Ủa, có bánh tráng xúc mà miếng. Cần nhưng mà cần ít. Cái này cần luôn. Ừ, vậy cho lại miếng. Cho nửa hộp luôn á. Cho 3 miếng. Cho 3 miếng. Cho 4 miếng hay 5. 5 miếng, rồi. 5, 6. Ok. Nhục dữ chưa? Miếng ăn là miếng tồi tàn mà không sao đâu em. Vậy là bớt cho 30 hả? Bớt cho nhiêu? 30. Là còn 30 y. Không, bớt cho 15. Trời đất ơi, năn nỉ nãy giờ luôn đấy. Ê. Bớt cho vậy mất 10 thôi cho nó chặt xong nhanh. Trong đời xong 20. Mình cứ thoáng lên, trong thoáng thì mình yêu quý. Thoáng lên. 20 là bao nhiêu? 101 hả? Không, thì chứ là bò ăn đồng chua ngon lắm chị My. 101. Còn 10 đồng thôi, kiếp. Có 10 cái đồng bạc. Chậm đi trời. Giờ không lẽ bắt chương trình thôi chứ chù. Rồi, ok, bây giờ chị bớt cho 35, chị quýnh chơi son cái. Ok. Rồi, luôn chơi. Không, chị không quýnh, chị muốn lỗ tai. Nè, chị My. Hát rồi cái kéo cắt là chết nó em. Lì ăn dao không? Lì ăn túng không? Ăn túng nha. Ăn túng à. Đây là món quà đặc biệt chị bỏ em hả? Ừ chứ. Đấy, ăn túng này, đánh người. Đội của chơi son và Cara, các bạn nhận thêm các nguyên liệu à. Nè, trả tiền, nó dám đánh chị thì chị sẽ trả thù nó. Trả tiền đúng không? Nó hay đánh chị đó, chị muốn cho nó chết. Rồi, sau khi chúng tôi tính toán thì đội của Kevin Khánh các bạn còn 80 viên con. Oh, ổn định, ổn định, ổn định. Son các bạn còn 70 viên con. Ok, ok nha. Ờ, liệu mình nhiều. 80 viên con thì mình mua cái 60 đi. Cái 70 đi, 80 luôn, mua cái 80 luôn. Anh chị lựa. Rồi, em mua cái 80 viên con này nha. Ok, trời. Ôi, ủa hết rồi. Lẻ quá nè, còn có 60 à. À 60 lấy đi. Lấy luôn. Ra đọc. Ok, cái này tôi thấy là trước giờ hợp lý nhất trong cuộc đời của tôi á. Cái Super Tour đó thì các bạn mua với giá bao nhiêu? 80 à? Dạ tròn 80, tôi không có lương lẹo. Ok là sao? À, chị đọc cho. Không, chị ơi. Chị ơi. Tụi không em biết tôi đọc cho ông không chịu không? Người kỳ lạ ghê. Đâu chứ tàu đâu. Số vi con ở dưới là gì vậy mọi người? Cái số vi con ở dưới. Thôi đừng quan tâm kệ, mình chỉ cần okay. cái chức năng của nó là được rồi. Okay, rồi xin mời đội của Jason các bạn mua Super Tour với mệnh giá bao nhiêu vậy ạ? 60 ạ. Có nghĩa là các bạn còn dư lại 10. Chúng tôi có một phần xúc xích. Các bạn có muốn mua không ạ? Tụi em cũng có xúc xích. Xúc xích đó không làm được ạ? Làm gì được? Ăn được hết. Được mà. Nướng lên thì mới được. Này hả, vào trong kịch bản hết rồi, bài bản hết, ép chúng ta phải ăn mua. Cho em ăn nghiêm, nó không mua phải đâu. Hết tiền. Hai đứa nhỏ nó không mua đâu, cho em ăn đi. Thôi được, lấy mua đi, mua có 10 đồng mà, 100 cái đồng mua bạc. Luôn, mua luôn. Chương trình ép giá quá. Các em mang về nha, các em mang về, đừng cho chị My. Ừ, giữ. Đấy, em về vậy. Nướng. Rồi em cảm ơn. Tổ nấu bịch, ăn quật nè. Một bịch ạ. Bịch này để gì nhìn cho nó thèm. À. Không, để bên này đi. Mình để thôi chứ mình đâu có làm gì đâu. Đừng ăn hết nha, cứ để. Ta chưa nấu luôn á, là đứng đó bóc ăn rồi. Thiệt tình chứ. Vô chưa ạ? Mình nấu giờ. Đó chính là thời gian cooking time. Yo. Anh giờ rồi còn em làm gì ăn? Đánh trứng hả? Cắt xúc xích chút đi nè. Em đánh trứng là bét luôn á, để em rửa cái đồ đánh tay trứng. Tay kéo. Không, lấy cái dĩa đi. Ừ, lấy dĩa, lấy một cái dĩa thật to. À, em sẽ đi diễn bài trứng. Mình để các nguyên liệu vào đây hết đi. Đúng rồi. Không ai phải cắt ra. Lấy lòng trắng, lấy lòng đỏ. Mình có thớt không ta? Đưa, à, thấy lòng trắng hay vậy nè.
Ghê ghê. Đây đây đây, rớt một miếng rồi. Đầu bếp nha. Dẹp đánh lên hả? Dẹp cái búa này đi. Ủa cái này cắt như nào ấy? Em biết cắt, cắt tròn à. Có cần đổ nước vô là đánh không? Cắt hạt lựu. Hạt lựu hả? Ừ. Xong cắt, à, cắt chết chuyện đúng không? Hoặc cắt lát cũng được, lát mỏng mỏng cũng được. Ủa cái này có sạch không ta? Có sạch đúng không? Đại đi, mình có ăn đâu. Ủa ở nhà hai đứa có nấu ăn không? Dạ em có. Sao dữ. Đi mua đồ thấy kỳ kỳ vậy? Diễn vậy đó chị ơi. Em không ăn. Trời ơi, người Vĩnh Long nấu ăn ngon lắm á. Còn nó cắt xúc xích mà nó không được. Thôi dẹp luôn, trời ơi, chứ cắt chẹt rồi. Tại sao không lấy dao cắt cho nó đẹp, sắn xuống vậy để cho nó đẹp. Ồ nha, nhưng mà em cắt hạt lựu mà. Vậy cũng được. Nè. Cái hạt lựu còn cần dao cũng dễ hơn nữa. Cắt đi, cắt đi. Đây. Ừ, phô mai ngon quá sao. Ủa, xong rồi mình phải làm gì nha. Đánh đi. Đánh à. Ok, phô mai đâu được đâu. Trời ơi, đánh gì chắc tới khi nào mới lên bọt ta. Cái gì nữa ta. Ui, lên này nè, lên này nè, lên này nè. Sẵn đánh đi. Mày mình bóc mấy cái hộp này trước đi nè. Thế mai mốt em đi vô mấy tiệm em đánh trứng quá à. Sao em đánh gì cũng lên bọt hết ta. Có bỏ này không? Này là gì đây? Trà bông mà, uống nãy trà bông mở mua thì không mua. Trời ơi, đánh khi nào mới lên bọt vậy? Không, hồi nãy em bảo không lấy trà bông. Em tưởng là lấy khô bò ấy. Bánh trắng. Mấy cây đủ ta làm mấy cái ta? Hai cây. Hai cây đi. Ủa, hai cây hơi nhiều ấy. Thôi, hai cây đi. Làm dư mình còn ăn nữa. Ừ, vậy đi. Để em đánh tới mai luôn á. Đánh thì tối thì thành mi đô luôn á. Sao đánh hoài vậy? Chưa lên phải đánh tiếp chứ. Thơm thật đấy, xin miếng nhé. Cái gì vậy? Đánh đi. Chà bông. Đánh qua đánh lại nhưng mà đánh lộn. Ngon. Trời ơi, 11.000 lượt view rồi nè mọi người ơi. Có chơi son vô là xịn liền. Giàu công, quá. Công nhận có người lớn tuổi vô đây là chương trình nhiều view liền. Tại vì còn được đánh người lớn tuổi nữa đó. Quá trời đánh. Ủa cái này bao giờ thì mình được dùng ạ? Em muốn dùng khi nào cũng được hết trơn á. À. Dùng liền đi em. Không. Sao? Muốn chơi tụi này à? Chết, để đây đi. Mình vẫn không có hành lá nha. Chương trình làm gì làm nhưng mà không mình có lá. Mình có hành ở đằng sau kìa. Ủa? Được một chén hành luôn, thoải mái. Hay quá. Hay quá. Trời mọi người ơi, em đánh đi tới mai luôn á. Đánh lên bọt kìa, đúng rồi chị Tiên hả? Ủa nhiều quá vậy ta. Ý rồi, okay. Mình lấy ý rồi. Cứ đánh thôi. Ủa lấy đi. Đúng rồi. Nhìn tức kìa chứ. Khí tụ đăng điền. Xíu nữa đi. Vô. Trời ơi. Chết rồi sao? Bảy bữa này biết tay. Để. Gì nữa không ta? Đi vô đây tự nhiên cái đi ra ngoài đứng đó đánh. Ủa tay trái nó đâu có thuận đâu đánh được. Tay nào đánh chả được. Ủa, chừng cút đập sau luôn. Tay trái nó ngu lắm. Cút đập sau. Đây, bóc ra. Nè. Đánh sắp khùng luôn anh coi phim. Chị bỏ mấy cái phô mai vào đây hết đi. Vậy kia em đánh ngồi đi. Được, kia em đánh này. Không có cắt hồi mỏi. Dùng bếp này đi cho để. Ừ đúng rồi, nhưng mà đang làm mỡ hành. Ủa? Mình làm gì vậy ta? Mình đợi. Mình đợi thôi. Mỏi thiệt luôn á mọi người. Cắt cái phô mai ra. Phô mai cắt như nào đây hả chị Lara? Lát cắt đi. Chừng nào lát chừng nào nướng á, xong rồi cắt. Để luôn đây nè, xong rồi lát mình hốt mà thôi. Khó lắm. Ai chế ra cái món trứng gì mà kỳ cục cái vậy? Đó. Lại là kiến thức nấu ăn của anh Nghiêm đúng không? Trứng gì chứ bọc biển. Cái này là nổi tiếng ở trên mạng. Chết rồi, giờ rảnh quá làm gì vậy ta? Con mèo đó. Ý, hay là con mèo đó nè. Con mèo đó. Đây bên kia đánh quá kìa. Đã 5 phút trôi qua rồi ạ. Đã 5 phút trôi qua. Và chúng tôi đánh chưa thấy gì cả. Vẫn chưa có gì luôn. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai mọi người. Nè ăn tôm nó hơi mắc cổ này nha. Đó nha. Người thì như cọng bún vậy mà khẩu nghiệp. Em chẳng nghiệp đến em mắc khẩu đâu. Chúng ta còn 15 phút nữa. Ủa sao vậy? Sao mọi người nôn nóng? 15 phút kìa. Mọi người đã bụng rồi đúng không? 15 còn 15 phút nữa thôi đấy.
Ôi, vô lem nè. Wow, xịn quá. Bây giờ em muốn tua ngược lại sao? Ê, đó. Hay quá, hay dễ quá. Thôi, em muốn tua thì sao cũng được hết trơn á. Rút qua bên này luôn. Ê, không được. Ê, kỳ ha, tại... Người đẹp làm cái gì cũng dữ dàng. Tại sao người Vĩnh Long mà cái mặt lai lai kỳ ta? Em thắc mắc bữa giờ tại... Em có thấy bạn không? Bạn này mà lai gì mà đây lai thái? Lai miên. Hả? Không, giống mẹ anh á, mẹ anh với Vĩnh Long á, mặt mẹ anh cũng tay tay đó. Mặt mẹ anh đẹp. Còn tức anh nó kỳ lắm. Chắc là hồi hộp có lần đầu làm này luôn, sợ khét quá à. Không, mà cái ra là ta mặt lai tay với mũi ta đẹp phải không? Thì lai mà. Đỏ lai mà. Em của em lai gì? Em lai kìa em. Không dám chơi là... Ủa? Gì trời ơi. Bán 100 Vicon xong rồi bánh tráng vậy nè. Còn tức không? Cái hết không? Còn tức không? Nít nít, lấy cái đẹp, mình phải lấy cái đẹp đi thôi. Đây. Ê. Muốn đổi không? Muốn đổi đánh lồng đỏ không? Đánh trứng không. Đấy. Mà lên được 12.000 view rồi đó. Nhiệm vụ tiếp theo của có em đánh là trứng không bánh tráng nha. Thiệt luôn á. Ồ, ba cái đúng không? Nhưng mà mình làm từ cái một mà. Thấy mấy bạn comment chưa? Bắt son cà kìa chị My hơi nhiều quá nha. Chị cho em mượn cái tay. Ba cái kìa. Ui, bậy với em. Giờ làm gì trước vậy? Đây 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 đây. Mình cho để chảo nóng trước. Nóng rồi, nóng rồi. Để ướt, để mấy bạn comment là tôi mê ông son quá đi. Lý do tại sao mê vậy? À, đặt trứng cút. Đâu, mấy bạn hãy comment những lý do các bạn mê anh son đi. Có thành lá chưa? Hãy comment những lý do các bạn mê anh son đi. Mọi người ơi, hãy comment những lý do các bạn mê son đi. Không có dòng nào hết người thì như cây tre vậy đó, mà mê cái gì cũng biết nữa. Ủa? Tao mê cái bên trong, ai cũng mê bên ngoài. Mê cái bên trời, mê luôn phụ ngũ tạng của em ha. Chết rồi, tình trạng nó khéo lại rồi nè. Chết chưa? Thải nó ra, thải nó ra. Ê, nhỏ. Chết rồi, như nào? Lòng đỏ không cần đánh nữa anh ơi. Không được, phải lên phải lấy nữa chứ. Tôi đánh là tôi thích. Nè, đánh này đi, em đánh lòng đúng đỏ. Không, như này đúng không? Đúng rồi. Ui, chết rồi, rách rồi chị ơi. Chưa có rách. Rách rồi. Rách, đâu mà rách. Em cảm giác được cái sự rách. Đây. Này đánh đi. Nhanh lên, chín bây giờ, xong như nào? Giảm lửa. Lửa chị nghĩ số 1 được quá à. Số 0 luôn. Rồi, số 0. Héo cái bánh luôn, héo cái bánh rồi kìa. Rồi thôi, héo lủng rồi, lủng bánh rồi. Lủng chưa? Lủng rồi. Thôi mình bỏ, mình lấy khác không chị? Ôi, không có biết gì chưa á. Ai đứa này kỳ ghê trời. Rồi, bắt đầu làm cái đầu tiên nè. Mình phải suy nghĩ kỹ à. Bắt đầu làm cái đầu tiên nha. Anh vào chảo trước. Rồi đập hai quả trứng cút, cắt hành lá vào. Sao vậy anh ngắn? Ê. Đúng rồi, phải để khô, lấy cái giấy đâu, có giấy. Giấy khô đâu mọi người ơi. Giấy khô. Kìa, bên kia kìa. Ăn này chứ. Sao vậy? Chị My. Phải khô cái chảo cơ. Khô rồi. Xin miếng xúc xích. Nát xong thì cho. Rồi, khô cong rồi đấy. Rồi, được cái khô cong. Cong kinh kít rồi. Dạ, hát thiệt cái bánh tráng đây. Lẹ đánh trứng xong chưa? Bây giờ em đặt trứng vô đi, chị ấy cho. Trứng đâu? Hả? Đã 8 phút trôi qua rồi ạ. Mimi, đọc bí kíp coi nó là cái gì? Vô. Nó kêu đánh cái này xong rồi làm cái gì? Đâu, bí kíp đâu. Mấy quả? 3 quả. Hai quả. Hai quả. Được quả nữa đi. Mình còn mấy phút anh? Ba quả trứng gà, dầu ăn, gia vị, đường, muối, một cây xúc xích, một ít trà bông. Cho cái đấy là nào? Cho gì nữa? Trứng chi bột biển nè. Sốt mayonnaise, tương cho gà. Cho hành luôn. Mình không mua mấy này vậy. Cách chế biến. Tách lòng đỏ, lòng trắng trứng, đập rồi, okay. Trứng cẩn thận. Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng cho vào hai tô riêng. Đánh bông lòng đỏ và lòng trắng trứng cho 1/3 muỗng cà phê muối và lòng đỏ và đánh tan đều. Tiếp đến ở một ô khác ta đánh lòng trắng trứng cho lên bọt khoảng 10 giây đến bằng mấy tốc độ vừa phải. Bơ phô mai. Đường tiếp tục đánh khoảng 3 phút. Chứ cái lòng trắng trứng bông mềm nước máy lên mới phới lòng trắng trứng tạo thành chóp, đúng là đạt yêu cầu. Anh sánh mà. Còn anh nghe được gì không? Còn mình trộn đỏ với lại trắng trộn vô. Đều hỗn hợp cho lòng đỏ đã được đánh tan vào tô lòng trắng trứng. Vậy tại sao hồi nãy hơi gì không đánh hai cái? Rồi. Hai cái vô không có đánh được. Vậy hả? Hai trộn đều cho quà quyện vào nhau. Mà... Gì nữa gì nữa? Rốt cuộc nó vẫn là trứng. Dùng muối tản đều ra, xong lấy phô mai vào chảo chống dính. Phô mai cho một cả một cái vào ạ. Bếp lửa nhỏ. Khi chảo vừa nóng tới, bạn cho trứng vào dàn đều trứng có độ dày vừa phải. Dùng muối tản đều ra. Chiên trong vòng 2 phút. Phô mai cũng tản đều luôn hả? Sau 2 phút lúc này trứng gần chín. Đúng rồi. Đôi miếng trứng lại, giữ chúng chín đều trong khoảng 30 giây đến 1 phút là có thể cho trứng ra dĩa, trang trí.
xúc xích hai khi mà chúng khi mà chín đều á, chúng chín đều thì cho cắt lát phô mai anh nhầm xúc xích với lại bò xé củ ấy cho vào ấy, đánh luôn đi. Nhưng mà trứng vẫn chưa chín. Quay đều quay đều quay mình hơi vâng, lần đầu tiên nấu ăn mạnh như vậy. Ừ, sao thêm cái trứng không? 10 phút đứng quậy trứng. Thôi trứng giờ nó vào nó ấy, thôi kệ đã đi. Mai về khỏi nâng tạ luôn nè. Cái cắt lát phải nhỏ hơn đấy, đúng không? Không, được rồi. Nhưng mà tí nó bị phồng. Chưa, chưa, từ từ, từ từ. Cho trứng chín thêm xíu nữa. Ê, xé khô bò đi, khô bò đâu rồi? Ủa, khô bò đâu? Đấy, lấy không chả, không ai chả. 5 miếng nha. Mỏi quá. 1 Cắt. Nó không có thành ra cái gì luôn. Cắt thẳng vô đây luôn. Nó y chang hồi nãy. Sao vậy? Hôm nay là phải có mấy đánh trứng mà. Kêu nó kêu là đánh nó sùi bọt mà nãy giờ đánh xong nó chỉ chuyển qua màu trắng thôi quý vị, chứ nó không sùi lên. Mà tôi mỏi quá rồi. Không bỏ hôi chứ, hôi nhỉ, cứ hôi hôi sao ra. Trong này người ta kêu là lấy mấy đánh trứng đánh, còn này cho người đánh. Vị hơi thuốc bắc xíu. Ừ, hơi thuốc bắc ấy. Mong là giám khảo sẽ ăn được thuốc bắc nha. Tốt sức khỏe. Rồi, ấy ra đi. Nửa đi, nửa đi. Thế được rồi, xong mình còn trứng nữa mà. À, mình còn xúc xích mới lại nào. Tép nữa mà. Thôi cho ấy vào đi. Sao cái món này dễ làm á? Dễ đâu mà dễ, chị vào làm xem, khó lắm. Cần hả? Em qua đem bánh trứng đi. Không, cái, không, cái món này không có nghiệp thì mới làm được. Đó, thấy chưa, nó nghiệp chị nữa kìa. Nó nghiệp chị biết. Nhà em ở quận mấy? Thì em bảo thì không nghiệp, em không không có nghiệp mới làm được, nhưng chị cũng nghiệp không? Nhà em ở quận mấy? Em ở... chị làm gì ạ? Quận 2 ạ. Chị hỏi đi gì mang nghiệp qua nhà em. Ship. Ship nghiệp qua cho. Đó. Ui, có nhiều màu, cái này thích quá nè, ui. Em mình hơi nhiều topping không? Đánh trong thì mình đang là mình làm không ngon. Lòng trắng thì bỏ đường thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng lấy mấy đánh trứng đi chị, chương trình ác lắm em ơi. Vào được rồi cái này. Còn mấy cái món mà đòi hỏi siêu công nghệ mà bắt người phải làm sức người. Thế vậy được chưa ta? Trộn vô được rồi kìa anh. Nhẹ nhàng gấp đôi miếng bánh lại, nhanh tay lấy ra khỏi bếp. Trộn. Giám khảo có ăn tương ớt không ạ? Trộn. Ăn luôn mà. Lấy. Trộn nhiều vậy. Rồi đánh đánh hòa tan đúng không anh? Hay nha. Trộn đánh được bông luôn rồi ghê chưa? Nhưng mày có đánh mãi nãy giờ không? Chưa khui luôn. Không, không. Nó bông là nhờ xà bông nha quý vị. Ủa? Anh bỏ xà bông thiệt hả? Cái chai này tôi không ăn, tôi không biết. Nó sao? Nghiệp, nghiệp, à, tôi vừa thấy một cánh tay chấp lại theo kiểu Phật. Phật giáo ở ngoài kia lại vào đây. Ok, mình chỉ đùa thôi. Nhưng mà bị làm thật. Trời, anh chiên anh, em mỏi quá đi. Rồi hơi nhiều không? Không sao, không sao, không sao. Thế anh Khánh đánh hai em mọi người. Son giỏi quá, đứng gấp không mà khen giỏi, không hiểu luôn á. Bị không hề, em làm rất nhiều. Mù quáng. Mù quáng, em thấy không? Mù quáng. Mù quáng, mù tức. 13 phút đã trôi qua rồi. Thì còn, sao ạ? Còn mấy phút ạ? À? Còn 2 phút đúng không? Ê, em ơi, nó vẫn chưa có ấy em ơi. Ấy? Mình cứ gập vào đi chị ơi, mình gập vào đi. Nó cứ chích chuyện chuyện. Mình gập vào đi. Lát nó sẽ tự ấy. Tức ạ. Đấy, thấy không? Ủa trời ơi, đẹp, ngon. Trời ơi, thằng bé mình không có kịp luôn á mọi người. Em rửa tay rồi mọi người ạ. Đôi bàn tay bé xinh. Nói nghe nha mọi người, bây giờ cái bánh chén là người ta phải dẹp không vì nó sưng như bị phù vậy đó mọi người. Tụi em mấy bánh chén chất lượng, 50 ngàn một cái. Chị ăn tìm không có miếng sưng này không? Thích thì ăn, không thích thì ăn. Chị đừng, mình đừng có vậy đó, mình đừng có chép mình này nữa luôn. Ngon quá em. Cái đầu tiên nên để cho người trong đây thử để có gì để ban giám khảo không có chê trách, hiểu không? Hết giờ rồi, mất kịp. Không được đâu. Được rồi chị, mình nhìn giống bánh giám khảo em. Giám khảo em khiếu nại nè, em nói chị ăn nước mía này nhiều lắm, mình đồ không có lấy đồ che đó. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Không, nước mía của em đảm bảo. Phải nhìn đâu chứ nước mía đảm bảo lắm. Giám khảo không có mù quáng nha. Đọc coi. Ủa, chín chưa? Anh chơi son đẹp quá, trời ơi. Ủa, thiệt luôn hả? Thiệt luôn nè, bực bực nhìn em thèm coi nè. Ghê không? Cho nó bọt biển xong cái bắt đầu mình gặp đây là trứng cầm của bên kia không ai khen. Bọt biển kẹp hành phi. Một mình anh Khánh làm đó bà. Anh, chị My chị đi buôn. Bỏ không được. Ủa gì nữa vậy? Ủa? Đâu phải đâu, mình là khô bò mà, cái tôm này của người ta mà. Mình hay đi ăn cắp vặt quá. Đâu, nãy người ta cũng lấy khô bò mình thì mình lấy tôm lại. Người ta lấy đúng mấy miếng.
Lấy nhiều lắm mà anh. Lấy nhiều vậy mà phải lấy lại một miếng. Đúng rồi. Mỗi một miếng luôn đấy. Là mấy miếng thôi. Lấy nhiều quá là một phải miếng luôn đấy. Tôm khô cho người ta. Ừ. Nhưng tôm khô lại nè, một cái khô lên. Đúng rồi. Vô vô vô. Cái như cái bánh bà dạt luôn á. Phải để lửa cao quá. Trời ơi, không đẹp không bằng tiền. Đâu rồi? Trong kia kia còn bỏ xúc xích nữa kìa anh. Để lên bảy. Số 7 luôn ạ. 5 5 5 5. Xong đập trứng vào luôn nhá. Vô luôn. Đại luôn. Chị lấy cái gì mà lấy hoài trời. Sơ hở là lấy. Sơ hở. Nghe giống mấy con trộm quá ha. Sơ hở là lấy. Sơ hở là chụp. Sơ hở là nó dê à. Sơ hở. Bên kia bên cắm cuối quá kìa. Gì nữa. Miếng hành lỡ rồi. Em đừng có liếc chị nghe chưa. Tại liếc thì sao? Nhưng mà của em là mỡ hành đó nha. Thấy rồi. Cùng, ơ, xong cho gì vậy nhỉ? Quên rồi. Đó, mới làm có một cái rồi mất kinh nghiệm rồi. Sao nó không chín vậy ta? Hành lá, trời ơi, mình cần hành lá người ta lấy đi rồi. Lại luôn. Là qua giật. Ý phải em có kẹp lấy không ta đi em đọc lại. Lấy nè nè cho hành phi nè. Gì ngon quá nhỉ? Nhìn ngon ha. Miếng gì? Nhìn ngon. Đánh chết. Mình lấy cái hành lá không? Mình lấy cái hành lá cho nhanh. Người ta đang làm. Rồi trả cho người ta đi. Trả nè. Ngon quá vậy ta. Ủa anh bỏ riêu riêu lửa nó có chín không? Ta kêu nấu ăn mà tụi mình tức đi. Đói rồi đó, tại là gì đói rồi đó. Ý, hơi nhiều rồi. Phô mai con bò cười, ăn vô sẽ cười như con bò. Chị ăn xong chị không cười, đừng bảo đừng trách em nha. Chị không bao giờ ăn phô mai con bò cười, chị bị sợ cười như con bò lắm. Ngày trước. Ủa xong làm gì? Quên. Bỏ mấy cái khi vô. Hành lá muốn ăn bánh của bác Chay Son làm quá. Bác Chay Son nào làm? Mù quáng anh thấy không? Bác Chay Son nào làm? Mù quáng. Trời đất ơi. Mù quáng. Trời ơi, có tổng bạn cả đã làm sao nãy giờ. Đứng một cục cái bếp này vậy. Không có tôi hả? Làm không có bánh. Rồi gì nữa nè, bác Chay Son làm. Cho bơ phô mai vào. Vô đi bác. Đẩy nắp lại Khánh ơi. Tức mà cái bánh nó cong luôn nè. Lấy cái thìa cho vào đi. Lấy cái ngón tay cũng được. Rồi, cảm ơn bác Chay Son nha. Gạt vào xuống đi. Rồi. Chay Son ngon nhất nha, mù quáng thiệt. Đâu mấy bạn đã nói bao nhiêu lý do mà mấy bạn thích đâu. Nè, nè. Biết sao không? Đưa lý do này nhiều bơ quá. Chay Son ngon nhất nha. Đúng. Chay Son cười cu te phô mai que con bò cười nha. Đúng. Trời trời ơi, thiệt luôn á. Chúng ta còn 3 phút nữa. Ê, dục vô luôn, dục vô hết. Được, cái gì, dục cái gì. Dục vô hết. Còn gì ta? Cái gì cũng phải. Phô mai. Hôm nay là chị Cara giận mấy bé lắm. Em không có giận luôn á. Không biết giận là gì. Không biết giận mấy nào luôn. Trời ơi, nó bỏ cái cục vào bữa chà bá lửa vậy. Rồi bắt đầu hả? Rồi nó làm đi em. Rồi làm đi nha, làm cho được nha. Nè nó chét hồi lủng lánh nè. Không bao giờ lủng được. Mì, để vậy đi, đừng có gấp lại. Để vậy cái bánh kem á. Mình để lên dĩa chắc nhìn ngon. Giám khảo thích lắm. Nhưng mà phải ụp lại nữa anh chứ. Gì nữa ta? À xúc xích. Trời sao nhìn nó ngon vậy? Anh với phim quay nè, nó thơm lắm. Thơm lắm. Thơm lắm. Em quay em hửi cái đi Cara thiệt. Một nè. Phát thôi lại muốn dục cái dĩa, một phát lại muốn dục cái dĩa luôn á. Thơm. Cái gì vậy ta? Nó thơm thiệt. Của em thơm mà mọi người, người miếng, người miếng ơi, miếng không? Không. Nghe mùi nước miếng em không? Chết rồi, thất bại. Rồi là. Trời ơi. Nhìn những gương mặt là tôi thấy là đang mơ một chén cơm trắng nè. Một chén cơm trắng. Lưu ý gì ạ? Mà nấu gạo dẻo lắm hổ luôn. Gấp vào nhá. Em mình trước khô bụi là cả hai đội vẫn còn Super Tool chưa sử dụng nha. Dạ dạ dạ. Trời đất là nãy giờ quên luôn đấy, dùng Super Tool. Xài. Còn gì đâu. Giờ cứ xài đi. Nó xong rồi. Cứ xài thôi. Xài luôn. Hét thật lớn lên. Tạo nghiệp đồ lên. Bọn em dùng Super Tool. Giờ đọc lên. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là cái gì mà làm ghê vậy? Đọc lên à? Đọc lên đúng không? Đọc lên đi, đó là cái gì? Mày đã làm xong rồi, tức ghê. Đọc lẹ đi nè, khét cái bánh tráng rồi nè. Hãy trừng phạt cho đội đối thủ. Mỗi lần thêm gia vị, đường, mắm, muối, hạt nêm, hai thành viên trong đội sẽ được bịt mắt lại. Sẽ được bịt mắt lại nha. Ta làm xong rồi mới đọc. Ta nêm xong hết rồi, thím ừ. Giờ vật, nói rồi. Giờ vật cho tụi em vui đi. Hiệu quả tức thời và liên tục trong suốt chương trình. Tức. Đây, tụi tôi cũng xin được dùng Super Tool. Đọc lên anh. Ủa ai lấy cho tôi ngớ rồi? Alo, Super Tool của chúng tôi. Nếu bị chơi xấu vì từ đối thủ được quyền làm lại tương tự cho đối thủ. Nhưng mà ta đâu có chơi xấu đâu. Ta chơi tốt. Thôi up lấy đi, up lấy đi. Đó thấy không? Cái này thiệt, cái này hãm hại. Cái này là thấy không? Chị thấy không? Bọn em có cái nghiệp là nó thách thức lương tâm người. Mùi chi tốn tiền. Có nghiệp mà em không thèm làm. Nhưng mà 30 giây nữa. Nhưng mà em nghe mùi hơi khét ở đó anh Khánh. Lật lại, phải lật lại Khánh ơi. Quá trời khói rồi. 30 giây kìa, chết là có hai cái một người nhịn ạ.
Không, thế có hai giám khảo à? Lộn nóng nóng. Sao? Lật lại. Hãy lật cái chảo lại. Ủa sao lật như nào? Chưa. Lật. Đây. Ủa, cái dậy xuống này né mà cho nó bớt dảnh. Lấy cái gì nó sắn đây. Lấy cái gì sắn dao nè. Là thấy khét kỳ lắm. Thì nay mình dùng trứng quá nhiều. Không có khét của mình rồi. Ai nói khét? Trứng này ta chưa ai nó khét. Khét sao thế? Khét mà nghe mùi. Không có ai nó khét. Nghe mùi nha. Nghe mùi rồi. Cái chảo nó bị. Là do anh cố chấp cho rằng mình đúng nha. Là do anh cố chấp cho rằng mình đúng. Thôi. Ê. Không sao. Không có gì nha mọi người. Nông. Liên ăn dao không? Cái gì nữa? Đẹp lắm mọi người ơi. Sao rồi sao? Ui ơi. Ê, bên đây giống bánh tráng nướng hơn nè. Bên kia làm trứng chiên đúng không? Sao chả cái trứng chiên vậy? Trứng chiên. Bên đây trứng chiên. Anh đẹp lắm. Xin mời cả hai đội bày thức ăn của mình ra. Một chút, thôi. À hôm nay giám khảo Nam đâu có bài biện gì không? Rồi. Vậy là anh Nghiêm sẽ ngồi vô nha. Ê, mình làm một tí decor đi mọi người ơi. Được. Ừ, decor đi. Decor cái gì đấy đi. Nhưng mà tắt không được nè. Tắt nút khác đi. Nó như bánh bông lan vậy á. Để có gì đấy chị? Vô đi em, vô đại đi. Cái mắt xong mặt cười, lấy cái ruốc làm mặt cười nhá. Lấy con tép. Mình lấy cái tương ớt làm cho nhanh không? Ừ. Nè. Nó như cái bánh bông lan luôn á. Làm đi để em đấy. Sợ bị ấy quá nè. Mì. Như bánh bông lan vậy anh. Để. Trời. Rất giòn. Trời, nó giống bánh hot dog luôn. Dạ, sức người có hạn, không phải máy đánh kem. Em buồn lắm chị Tiên, nhưng mà ngon. Cái này hơi hẹp không làm hơi hẹp á. Thôi cái đại, cái miệng hơi, mình hơi. Ủa, đang lên, mình hơi xuống nha. Cười cong môi. Anh ập cái anh cười cong môi à? Đúng rồi. Rồi cái miệng gì đấy? Miệng chấm chím. Tay muốn đưa em ăn thử anh. Xong dưới, cái dưới tương ớt lên ta. Không. Được. Rút. Rồi, mình nấu ăn xong rồi mình rửa tay. Xong. Rồi, xin mời cả hai đội chúng ta đem phần thức ăn của mình cho giám khảo ạ. À. Ngon thiệt luôn, có gì giám khảo ơi. Nghiêm túc. Chị giám khảo cho em xin nửa cái. Chưa rồi không? Giám khảo đầu tiên đã có lời nói là nhìn giống cái bánh hot dog quá. Dạ cho em. Giám khảo thứ hai nói là cái bên kia làm nó giống cái trứng chiên quá. Rồi con này nó tị nó lấy một miếng của giám khảo luôn, khám giám khảo chưa ăn nó xin miếng. Em với. Tụi em với. Cái bánh nhìn hết đẹp rồi. Ngon. Ngon luôn. Ngon. Ăn ít thôi, lát hồi còn chụp hình. Thôi ăn hết đi. Để cái nhìn thấy chưa? Giống bánh bông lan luôn. Bánh bông lan nè. Giống mấy cái bánh mà ở bánh của Raymond ấy. Bánh gì mà? Bánh gì phèn la. Bánh đường, phèn la. Bánh phèn la bỏ sữa Long Thành á. Đúng rồi. Giống lắm luôn á. Ghê không? Nhưng mà cái vị ở nhà ok không? Sao chị My? Ổn không? Thử đi, nó y dị bánh bông lan chấm muối luôn á. Ăn phát chết điếng, nó không nói. Nhưng mà ngon. Chét mỡ hành lên. Chét mỡ hành lên là ngon. Nhưng mà ngon. Chết rồi. Dính luôn nè. Hiện nay giám khảo thứ hai đang ăn món trứng chiên của đội bên hơi khó khăn một chút xíu. Em có kéo nè mọi người. Cái này chảy nó mới ngon đấy. Hơi chảy nó mới ngon đấy, chứ bình thường để nó. Ngon, này ngon nè. Nè, cho cái trứng khó lấy quá. Ưng quá. Ưng cái bụng lắm. Bể rồi. Không có phòng rồi. Như trong những cái video clip mình thấy, nhưng mà tôi nó chết rồi. Như vậy. Tức kia em có này mà mời. Giám khảo thứ nhất thấy có lấy miếng bánh tráng quá, cuối cùng lấy cái nhân ăn thôi. Tuyệt vời mà. Giám khảo thứ hai cũng là lấy cái nhân ăn luôn. Ngon lắm luôn. Không đụng vào miếng bánh tráng. Ăn kèm cái bánh tráng cho mọi người. Bánh tráng mình chủ yếu là ăn nhân cho mọi người. Bánh tráng là phụ. Thấy chưa, giám khảo ăn làm gì hết cái bánh lần này. Đầu tiên nha quý vị, hai vị giám khảo này không nhăn mặt khi ăn. Wow. Ghê không? Lần đầu tiên trong lịch sử lúc mà làm bếp. Yeah. Em không biết không, tuần trước á có ông giám khảo Nam chính giữa nữa, ổng vừa ăn xong miếng đầu tiên ổng chú cúi mặt xuống ông chửi. Ui. Chết. Căng mọi người ơi, trời ơi, giận hết sức giận đang quay luôn. Ổng vừa ăn xong mặt ổng nhăn xuống. Số trước của anh Sara đúng không? Đúng rồi. Ghê làm cái món gì ghê lắm. Đề nghị A Khánh mua bánh tráng trứng về làm món này cho Ngộ ăn mỗi ngày. Em thuyết không trình, nói lên em thuyết trình về món ăn lúc nãy của tụi em được không? Ok. Tụi em nãy tụi em có đề co
Một cái là mặt cười, một cái là miệng chúm chím. Ủa có đề co hả? Có nha, đề co nha. Tôi đứng kế bên sao còn không thấy ta. Nè, đề co ăn xong miệng tặc quạc như mang tay. Cái này là miệng chúm chím. Miệng chúm chím. Chúm chím gì có hoa, chúm chím. Em miệng cười, à đây vẫn còn cái miệng cười. Chiếc miệng cười xinh. Cười là cười cong môi, cách anh cười cong môi nha mọi người. Rất ok là cách anh cười cong môi. Miệng chúm chím. Trời ngồi nhìn bóng tối, nhìn thời gian trôi. Trời. Cách anh cười không mơ. Cách anh lần lẽ ngồi. Cái thuốc bắc còn ra. Ờ, cái vị thuốc bắc. Ờ, cái vị thuốc bắc á. Đang quay mà quý vị. Nha, mà con bé nha. Ngon quá mà. Ngon là được anh ơi. Cái gì sao có hai giám khảo vậy, còn một giám. Hôm qua, hôm bữa thứ sáu là uống nước mắm nhiều quá. Bạn hiểu không? Bây giờ là vô chuyện nước biển lại cho nó tập lại. Mặn nè. Quá, máu nó mặn. Mấy bạn kêu nè, em đặt niềm tin vào hai chị nha, mà giám khảo. Đúng đó. Rồi. Nãy giờ thấy nhập lượt, giám khảo lượt. Ăn là không nhăn mặt là biết là không tụng. 15.000 view rồi nha mọi người. Wow. Ôi. Anh Khánh ảnh cười, ừ giọng cười bắt nháo vậy đó em. Bắt quý vị xin lỗi. Xin lỗi quý vị. Tôi bát nháo tôi không sửa được. Ngon như bát Jason vậy. Ủa nữa. Mấy con bé này. Mù quán em. Cái tuổi đó là tuổi mù quán em, hiểu không? Đừng có suy nghĩ như vậy mấy đứa ơi. Không, qua thêm một năm nữa là bát Jason già rồi. À, hiểu không? Hết một và hai, em yêu anh không hề sai trái. Hiểu không? Không biết đã dậy đi chạy mà mê, không biết mê cái gì nữa thiệt á. Người này da bọc xương không biết mê cái gì, không hiểu. Bên trong em ở bên trong. Mình đừng quên. Ý, nhưng mà quan trọng là em vẫn chưa tắt được cái bếp. Ê, lên 12 lận trời. Hai vị giám khảo ơi, hai vị giám khảo nhận xét, hai vị giám khảo. Món ăn của hai đội thì ban giám khảo có đưa ra nhận xét sau. Về đội của bạn Cara và Jason, vị rất là vừa ăn, tuy nhiên là bánh thì hơi mềm. Chưa đủ giòn. Giòn hơn. Để lâu một tí nữa là được rồi. Còn đội của Khởi My và Kelvin thì phải nói là một câu là không độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Đúng rồi. Cái độ mặn của cái tập trước nó vẫn còn len lỏi qua. Đúng rồi. Mình thấy anh cũng thấy hơi mặn mặn. Ủa, ai xịt nước mắm không? Có ai xịt nước mắm vô cái... Anh chứ ai, anh chị chứ ai. Không phải, cho em để trà bông vô mặn á. Ừ, đúng rồi, do trà bông. Cái đó là do trà bông á. Trà bông của ai nhỉ? Của chúng ta. Không có ai he. Hai nữa là cái món ăn này thì cái độ mọc của trứng là cái điều quan trọng. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó không có được tồn lắm. Nên là có thể mì lên là thôi vậy thôi. Hai giám khảo thông cảm để lần sau tôi cho nhiều xà bông hơn. Hồi nãy tôi xịt có một cái à, nó không có là bọt. Có một hồi nãy cái chai để đây nè, nó bóp bóp vô mình bóp con cái à, để thông cảm lên lần sau là tôi sẽ xịt hai cái. Rồi xin mời ban giám khảo đưa ra nhận xét phần cuối cùng, món nào ngon hơn cái món còn lại ạ? À? Đúng rồi. Rồi không nói nha. Giám khảo tôi thích ghê ghê. Chím chím giám khảo thích chím chím. Rồi nha. Thắng thua đã phân. Mặn quá trời phải uống nước kìa. Sao từng nào cũng thua vậy ta? Anh. Gì? Cái chương trình này là mình phải thua. Ủa sao vậy? Không. Mình thua để khách mời khác họ còn có niềm tin họ bước vô để họ chơi. Đúng rồi. Dạo này mời người ta mà từ chối dữ lắm em, anh khổ lắm. Ừ, người ta sợ vô đây ta thua em hiểu không? Tất cả các khách mời đều có sự tự trọng, chỉ có hai MC là không có lòng tự trọng thôi. Thua hoài như vậy tự tin lắm em. Lần nào cũng nấu hết, rất là tự tin, chọn món khó nấu không à. Ok. À, hai bạn có cảm nghĩ gì chương trình ngày hôm nay? Cảm nghĩ gì? À, giám khảo cho em xin lại dĩa trứng. Em thấy hả? Họ cảm nghĩ xong rồi bỏ đi lấy trứng vậy đó chứ không có thèm nghĩ. Để lấy chụp hình. Vừa mấy bạn yêu cầu Jason hát kìa. Ừ, cho Son hát, hát hai câu gì đi em, hát tiếng Tàu đi. Tiếng Tàu? Ủa, mình bù mì dơ. Tặng anh chị một câu đó, tặng anh chị một câu. Em tặng anh chị một câu. Hát tiếng Tàu. Chúng ta không hợp nhau. Đừng bao giờ coi thường người khác, vô. Ủa, mình bù mì dơ. Hát xong muốn đẩy nó ra biển luôn. Cho nó đi xa, ra dọc bờ biển. Xa đi. Rồi, bây giờ thì rất là cảm ơn ba giám khảo ngày hôm nay. Và cảm ơn đội khách mời ngày hôm nay đã mang đến chương trình rất là nhiều tiếng cười và nhiều sự cà khịa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào? Em vì sau lần đầu tiên đến thì có vẻ hôm nay em đã phục thù được một chút. Được
tự tin hơn ạ. Lần ba mời em dám đi không? Đi luôn, em sợ chị ạ. Em lo lắng rồi, lần ba của nó đó. Đi luôn nha. Kêu mời là đi mà không trả lương nha. Ok. Ok, ok liền. Ok. Còn Kara sao? Dạ, lần đầu tiên đến thì em mong sẽ có lần hai nữa ạ. Tại vì đến đây gặp anh chị vui quá. À, tham gia game show như không có gì đúng không? Như không chơi đúng không? Mà nãy giờ chị thấy mấy bé hơi mù quáng, toàn là khen Jason nó nấu ăn không trong khi em đứng bếp không luôn. Đúng, không có sao cho mọi người. Các bạn đứng coi lại đi. Em không có sao hết mọi người. Em không có sao. Đó là những cái cảnh này giùm em nhé. Mong là trong thời gian sắp tới hai bạn sẽ có nhiều sản phẩm hay hơn và được các bạn khán giả trẻ đón nhận nhiều hơn nữa. Dạ. Riêng bạn Jason thì fan bớt mù quáng lại xíu là được. Dạ đúng rồi. Không, cứ mù quáng sẽ là luôn là điều đúng đắn nhất. Ok. Nói chung là cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn chương trình. Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều khách mời thật là hay nữa. Và chương trình sẽ kéo dài thật là dài để có thêm nhiều món ăn dành tặng cho tất cả các bạn khán giả. Các bạn hãy đóng góp ý kiến qua email cặp đôi cặp đi @vlive.com hoặc qua kênh fanship. Các bạn nhớ đăng ký fanship nhiều nha mấy bạn, để coi clip đồ những hình ảnh độc quyền nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.